Người tiểu đường muốn sống thọ, tuyệt đối đừng bỏ qua dưỡng chất có trong loại thực phẩm này. Khỏe đẹp tự nhiên xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong video của ngày hôm nay. Thay mặt cho những người làm chương trình, kính chúc quý vị và các bạn có một ngày vui vẻ, sức khỏe và thành công. Quý vị và các bạn thân mến, trong video của ngày hôm nay, kênh Khỏe đẹp tự nhiên sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn những nội dung như sau. Thứ nhất, ăn nhiều thực phẩm chứa chất xơ giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Thứ hai, đó là các loại đồ uống ngọt gây tác động xấu đến bệnh tiểu đường. Mọi người cần tuyệt đối tránh. Để hiểu rõ hơn về những nội dung này, mời quý vị hãy cùng chúng tôi làm sáng tỏ qua đoạn video sau đây quý vị nhé. Người tiểu đường muốn sống thọ, tuyệt đối đừng bỏ qua dưỡng chất có trong loại thực phẩm này. 1. Ăn nhiều chất xơ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 xuống 18%. Nhóm nghiên cứu của giáo sư Nick Wiham tại trường Đại học Cambridge đã thực hiện các nghiên cứu với quy mô lớn, theo dõi trên 29 người ở 8 quốc gia châu Âu với thời gian trung bình là 11 năm. Nghiên cứu về vấn đề liệu loại thực phẩm và lượng hấp thụ trong một ngày như thế nào thì có thể giảm nguy cơ bệnh tiểu đường và béo phì. Nghiên cứu này là nghiên cứu dựa trên việc phân tích bản điều tra của nghiên cứu Epicterat. Nghiên cứu được thực hiện như một phần của nghiên cứu đoàn hệ tương lai EPIC về dinh dưỡng và bệnh ung thư. Nghiên cứu đã thực hiện một so sánh về chế độ ăn uống mỗi ngày giữa 11.559 bệnh nhân tiểu đường type 2 và 15.258 người không bị tiểu đường. Kết quả là ở nhóm có chế độ ăn uống với lượng chất xơ nhiều nhất từ 26g trên ngày trở nên, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường type 2 giảm 18% so với nhóm có chế độ ăn lượng chất xơ dưới 19g trên ngày. 2. Chế độ ăn uống kết hợp nhiều loại ngũ cốc đang trở nên phổ biến. Một món ăn từ ngũ cốc phổ biến ở châu Âu là bánh granola với thành phần có chứa các loại ngũ cốc như lúa mạch, yến mạch, lúa mạch đen, gạo lứt. Kết hợp với các loại hạt, trái cây sấy khô, được biết đến như là loại thực phẩm chức năng giúp người dùng dễ dàng bổ sung các chất dinh dưỡng như chất xơ, vitamin và khoáng chất. Ngũ cốc được biết đến là nguồn cung cấp chất xơ nhiều hơn rau. Nguy cơ bệnh tiểu đường type 2 giảm 16% ở nhóm ăn nhiều rau. Trong khi đó, nhóm ăn nhiều ngũ cốc hơn giảm đến 19%. Những người tham gia nghiên cứu đã hấp thụ trung bình 38% nguồn chất xơ từ ngũ cốc. Tuy nhiên, đối với những người tham gia ở Pháp, nguồn cung cấp chất xơ chính chủ yếu ở rau củ. Kết quả khảo sát đã được điều chỉnh theo chỉ số khối cơ thể. Những người hấp thụ nhiều chất xơ thì ít béo phì hơn, nguy cơ khởi phát bệnh tiểu đường type 2 cũng giảm. Nghiên cứu cũng đã phân tích 18 nghiên cứu tương lai được thực hiện tại Mỹ, châu Âu, Úc và châu Á. Một lần nữa cho thấy rõ ràng nguy cơ bệnh tiểu đường type 2 sẽ giảm khi lượng chất xơ có trong thực đơn hàng ngày tăng lên. 3. Tại sao chế độ ăn uống nhiều chất xơ giúp làm giảm nguy cơ bệnh tiểu đường? Có thể khẳng định rằng chất xơ rất quan trọng trong chế độ ăn uống. Tư vấn chế độ ăn uống cung cấp đủ lượng chất xơ rất cần thiết để ngăn ngừa và cải thiện bệnh béo phì và tiểu đường type 2. Theo Daphne Arnett ở Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy, có nhiều nghiên cứu từng công bố trước đây cũng đã cho thấy việc ăn chất xơ có thể kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ tiểu đường. Nhưng cuộc điều tra với quy mô lớn như thế này là lần đầu tiên. Ông Arnett nói thêm, nguyên nhân tại sao chất xơ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 vẫn chưa được xác định đầy đủ. Nhưng dưới đây là một vài liệt kê về lợi ích của việc ăn chất xơ được các nhà nghiên cứu đưa ra. Ăn thức ăn chứa chất xơ có thể ức chế sự gia tăng lượng đường trong máu. Nếu ăn những thực phẩm chứa nhiều đường thì lượng đường trong máu sẽ tăng ngay sau bữa ăn.
insulin sẽ phải được tiết ra nhiều hơn để giảm lượng đường đó. Insulin cũng có tác dụng chuyển đổi gluco thành chất béo trung tính và lưu trữ nó trong tế bào mỡ. Nếu đường máu vẫn tăng cao sau bữa ăn thì lượng chất béo trung bình cũng sẽ tăng. Ăn chất xơ giúp giảm lượng hấp thụ trong khẩu phần ăn. Khi ăn thực phẩm có nhiều chất xơ, quá trình tiêu hóa và hấp thụ ở ruột non được kéo dài do cần nhiều thời gian để thức ăn chuyển hóa từ dạ dày xuống ruột non. Vì thế, có thể ngăn chặn được sự tăng đột ngột của lượng đường huyết sau ăn. Ngoài ra, ăn nhiều chất xơ sẽ giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn, do đó có thể giảm bớt khẩu phần ăn dẫn đến giảm cân. Chất xơ kích thích sự tiết các hormone đường ruột gọi là incretin. Hormone này không chỉ có tác dụng thúc đẩy sự tiết insulin làm giảm lượng đường trong máu mà còn có tác động lên hệ thần kinh trung ương của não làm giảm cảm giác thèm ăn. Người ta tin rằng khi ăn nhiều chất xơ hơn thì sẽ tăng sự tiết incretin. Chất xơ không chỉ mang lại cảm giác no mà còn có tác dụng hạn chế sự thèm ăn. Ngoài ra, incretin cũng bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn đường ruột. Dùng chất xơ giúp cải thiện sự cân bằng của vi khuẩn đường ruột và có thể làm tăng sự tiết của incretin. Đồ uống ngọt gây tác động xấu đến bệnh tiểu đường và tăng chất béo trung tính. 1. Thực phẩm chứa nhiều đường làm tăng đường huyết. Khi mắc bệnh tiểu đường, insulin sẽ bị thiếu hụt hoặc không hoạt động tốt, dẫn đến tình trạng lượng đường trong máu luôn ở mức cao. Nếu ăn nhiều thực phẩm có đường, lượng đường trong máu có xu hướng tăng nhanh. Đặc biệt, thực phẩm chứa đường đơn như đồ ngọt sẽ khiến đường huyết tăng nhanh chóng. Một nghiên cứu đã chứng minh nếu uống quá nhiều đồ ngọt có hàm lượng calo sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và mỡ nội tạng trong cơ thể. Vì vậy các bệnh nhân tiểu đường cần cẩn thận khi uống các đồ uống ngọt. Đường hoa quả và rắc tốt được sử dụng như một chất ngọt trong nhiều thực phẩm chế biến, chẳng hạn như nước ngọt, coca, nước trái cây và bánh kẹo. Đường và rắc tốt chế biến từ bột ngô là một loại đường được đồng hóa phân hóa chủ yếu bao gồm đường hoa quả và đường nho. Do đa phần đều sản xuất trong các dây chuyền công nghiệp với giá thành rẻ nên chúng được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại thực phẩm. Trái với tinh bột có trong các loại thực phẩm như gạo, bánh mì, ngũ cốc, khoai tây và bí ngô, chủ yếu là đường đa. Fructose và gluco lại là các monosaccharide nên rất dễ hấp thụ. Fructose là chất ngọt nhất trong tất cả các loại đường và nếu tiêu thụ liên tục với lượng lớn sẽ dẫn đến tăng cân và béo phì. 2. Đồ uống nhiều calo làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Theo nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Harvard, những người uống nhiều nước ngọt có hàm lượng calo cao như nước trái cây và cola có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường type 2. Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu giai đoạn từ năm 22 đến 26 tuổi của 192.000 người gồm cả nam và nữ. Các dữ liệu này được lấy từ 3 nghiên cứu dài hạn. Nursi Health Study, Nursi Health Study 2 và Health Professional Follow-up Study. Kết quả các nhà nghiên cứu thấy rằng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2 tăng 16% nên uống khoảng 114g đồ uống có hàm lượng calo cao mỗi ngày trong vòng 4 năm. Các đồ uống như nước trái cây và coca thường được bán trên thị trường với dung tích 350ml và 1/3 trong số chúng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường được cho là tăng lên ngay cả khi uống nước ép trái cây 100%. Mặt khác, nếu mỗi ngày thay thế các đồ uống có hàm lượng calo cao bằng nước, cà phê không đường hoặc trà sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường từ 2% đến 10%. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị rằng nước ngọt có hàm lượng calo cao chỉ nên hấp thụ dưới 85g mỗi ngày và lượng calo không vượt quá 450 calo
tương đương với 2 lon nước 350ml mỗi tuần. 3. Đồ uống nhiều calo cũng làm tăng mỡ nội tạng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mỡ nội tạng sẽ tăng lên nếu bạn uống quá nhiều đồ uống có hàm lượng calo cao. Khi mỡ nội tạng tăng quá mức, cơ thể sẽ xuất hiện các bất thường trong bài tiết hormone, làm suy giảm chức năng hạ đường huyết của insulin, từ đó dẫn đến tình trạng kháng insulin. Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và các bệnh tim mạch. Nghiên cứu về tim ở Framingham, Hoa Kỳ là một nghiên cứu quy mô lớn tìm hiểu các biện pháp hiệu quả để phòng ngừa bệnh nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Nhóm nghiên cứu về tim, phổi và máu quốc gia Hoa Kỳ này cũng đã thực hiện một nghiên cứu trên 1.003 người, độ tuổi trung bình 45 tuổi, trong 6 năm. Những người tham gia được chụp CT để kiểm tra sự thay đổi của mỡ nội tạng. Kết quả cho thấy chất béo nội tạng tăng lên rõ ràng khi uống đồ uống có hàm lượng calo cao thường xuyên. Lượng mỡ nội tạng tăng lên 649cm khối đối với những người uống đồ uống có hàm lượng calo cao mỗi tháng một lần hoặc ít hơn một lần trong một tuần, tăng 707cm khối với những người uống một lần một tuần hoặc ít hơn một lần mỗi ngày, và tăng 852cm khối đối với những người uống nhiều hơn một cốc mỗi ngày. Ông Caroline, một trong những nhà nghiên cứu chính của nghiên cứu này cho biết, nghiên cứu đã làm sáng tỏ mối tương tác trực tiếp giữa việc uống nhiều các đồ uống có hàm lượng calo cao và với việc tăng mỡ nội tạng. Vì thế, trong các hướng dẫn về bữa ăn, cần chú ý không nên uống quá nhiều các thức uống có lượng calo cao. 4. Uống quá nhiều đường sẽ làm rối loạn chuyển hóa lipid ở gan. Nhịp sinh học trong cơ thể thay đổi theo thức ăn. Một nghiên cứu của Đại học Nagoya cho thấy hấp thụ quá nhiều đường có thể gây rối loạn chuyển hóa lipid ở gan, khiến cho chất béo trung tính sẽ tích tụ hơn. Nguyên nhân chính của hội chứng chuyển hóa giai đoạn trước của bệnh tiểu đường type 2 và huyết áp cao chính là ăn quá nhiều và thiếu tập thể dục. Ngoài ra, việc nạp quá nhiều đường vào cơ thể cũng gây ảnh hưởng xấu đến tình trạng bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị rằng lượng đường hấp thụ hàng ngày nên ít hơn 5% tổng lượng năng lượng. Một nhóm nghiên cứu của Phó Giáo sư Hiroaki Oza, Khoa học Đại học Khoa học Sinh học, Đại học Nagoya đã tìm hiểu cơ chế gây ra các bất thường trong chuyển hóa lipid khi ăn quá nhiều carbon hydrate thông qua các thí nghiệm ở chuột. Kết quả đã làm sáng tỏ quá trình chuyển hóa lipid ở gan bị xáo trộn do ăn quá nhiều đường và làm cho chất béo trung tính dễ tích tụ. Người ta cũng phát hiện ra rằng fructose và gluco, các chất tạo thành saccharose, cho dù khác nhau về cấu tạo, nhưng đều ảnh hưởng sâu đến quá trình trao đổi chất và cũng có liên quan đến đồng hồ sinh học trong cơ thể. Nếu lipid được tổng hợp quá mức, chất béo trung tính có xu hướng tích tụ trong gan. Nếu gan nhiễm quá nhiều mỡ, bệnh dễ sẽ phát triển thành viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, và nếu tiến triển thêm sẽ dễ chuyển thành xơ gan. Gan nhiễm mỡ cũng gây ra tính kháng insulin. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là video của chúng ta đến đây tạm thời khép lại. Rất mong rằng những thông tin kiến thức mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp ích quý vị trong cuộc sống, giúp những bệnh nhân tiểu đường kiểm soát tốt căn bệnh của mình, cũng như lựa chọn được những loại thực phẩm, nước uống, những cách phòng ngừa và kiểm soát tốt nhất đường huyết cho bản thân. Cảm ơn quý vị đã xem video. Chúc quý vị sức khỏe và luôn an vui trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!